ngăn ngừa việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều mà Ban chỉ đạo quốc gia cũng như Ban chỉ đạo 63 tỉnh thành đặc biệt chú trọng. Càng gần đến ngày thi, các đối tượng càng công khai trong việc giao bán, thậm chí hướng dẫn sử dụng những thiết bị gian lận trong thi cử. Năm nay, trước thời điểm thi, cơ quan an ninh cũng phát hiện nhiều đối tượng giao bán thiết bị gian lận trong thi cử, những thiết bị nhỏ gọn và tinh vi. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phát hiện nhiều đối tượng giao bán thiết bị để gian lận thi cử như chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ chỉ như một hạt gạo, đặt lọt vào trong tai. Vị trí mà các đối tượng đã đặt thiết bị gian lận thi cử rất tinh vi, có thể ở mắt kính, khuyên tai, cúc áo hay đồng hồ đeo tay. Không chỉ đề phòng thí sinh gian lận, các khu vực đặc biệt quan trọng có gắn camera, máy in cũng có thể bị lợi dụng gian lận. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan an ninh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cũng như triển khai nhiều giải pháp ở các điểm thi để tra quét, ngăn chặn, phát hiện những vi phạm nếu có. Những người gian lận thi cử sẽ bị khởi tố tùy theo mức độ vi phạm.